khó mà hết mấy nữa mà vào đại học ấy. Chỉ vì là toàn xin một khóa được 4 năm không? Thì nó học khóa 4 năm, tất nhiên nó xin được 4 năm. Còn mình, ví dụ như học 1 năm như anh vừa rồi đấy, anh chỉ xin 1 năm. Ví dụ như anh mở cửa hồi tới đây anh học khóa 2 năm, anh chỉ xin được 2 năm thôi. Tại vì nó quy định theo trong thời gian học mà. Phụ thuộc vào trường á, mình phụ thuộc vào trường mà. Ví dụ như mình đi ra làm vậy, nhưng mà ký hợp đồng, ví dụ như nó nhận mình ký hợp đồng cho ghi mấy năm thì chỉ xin đi sang mấy năm thôi. Chứ đó là theo luật nó thế à. Cái hoa này là hoa gì vậy? Anh cũng không biết. Mà trên này nó nở sớm thật đấy. Nở sớm em, nhiều cái lúc chưa, nó đang nở rồi, mình chớm rồi. Nhưng trên cao lại nở sớm thì sao đấy? Ừ, trên này nở sớm. Như hoa nãy hoa vào vàng, bên hồi nãy anh mới quay á. Hồi nãy có bà kia bà nói là hoa Hàn Quốc. Hoa Hàn Quốc. Đúng vừa ngắm hoa này, đúng là vừa nghe nhạc, đúng là tuyệt vời.